này, Miss Suy xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần từ đồng âm các bạn nhé. 5 cặp. Cặp đầu tiên, ui, cặp này hay sai lắm các bạn ơi. Đó chính là từ, à, cùng đọc là gì đây? Dessert. Dessert. Dessert này có nghĩa là món tráng miệng nha các bạn nhé. Sau khi các bạn ăn xong hết này kia thì sẽ gọi là gì đây? Món tráng miệng ha. Dessert. Dessert. Còn cái này á, nếu mà là danh từ á, nó sẽ đọc là desert, âm một nhá, desert. Desert có nghĩa là cái vùng hoang mạc đó các bạn, hay là sa mạc cũng được. Còn nếu như mà các bạn dùng nghĩa là động từ nhá, thì nó lại đọc là desert. Desert, danh từ với tính từ á, mà hai âm tiết thì thường nhấn vào một. Còn nếu mà hai âm tiết là động từ thì thường sẽ nhấn vào âm gì đây? Âm 2 nhá. Nên danh từ sẽ là desert và động từ thì sẽ là gì đây? Dessert, nghĩa là bỏ hoang. Lại nha. Dessert. Oh, sorry, the same. Dessert. Number 2 nè. Hai từ này cùng đọc là gì đây? Die. Die là gì? Cái này á, có nghĩa là chết ha. Còn die này á, thì có nghĩa là nhuộm, nhuộm tóc, nhuộm màu đó. Die ha. Die. Cái này á, cùng đọc là gì? Feet. Feet. Y dài nhá. Feet này có nghĩa là chân các bạn ha. Một bàn chân thì sẽ là foot, hai chữ o nha các bạn nhá, u ngắn foot. Nhưng mà nếu mà hai bàn chân thì sẽ là gì đấy? Feet. Rồi. Nhưng mà cái này á cũng là danh từ luôn. Feet, cái này gọi là kiểu kỳ tích, cái kiểu thành tựu gì đó ha. Feet ha. Nó cũng giống kiểu từ achievement đó các bạn, hay accomplishment ha. Feet. Rồi, tiếp. Số 4 ha. Hai cái này cùng đọc là gì? Fair. Fair. Nhưng mà fair này á, có nghĩa là nếu mà là tính từ thì nó có nghĩa là công bằng, còn fair còn có nghĩa là kiểu hội chợ đó các bạn ha. Danh từ là hội chợ nhá. Fair. Còn cái này á, fair này có nghĩa là vé ha. Nhưng mà vé gọi là trong cái ngành vận tải á thì người ta không dùng ticket hay là dùng tiền gì đó. Thì người ta cái giá vé của mình luôn thì người ta sẽ gọi là cái gì đây? Gọi là fair các bạn ha. Fair, right, fair. Rồi tiếp, số 5 ha. Hai cái này cùng là từ flee. Flee, flee, y dài nhé. Flee này có nghĩa là con bỏ chết đó các bạn, flee. Còn flee này là động từ có nghĩa là kiểu chạy trốn, lẫn trốn, vân vân ha. Flee. Lại nhé. Dessert, die, feet, fair, flee. Okay, that's all, goodbye.